Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của báo điện tử VTC News Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm Về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước Quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, 3 năm tù Bị cáo Đặng Anh Quân, 45 tuổi, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Bị cáo Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam. Bị cáo Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Về phần dân sự Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bà Đặng Thị Hà Ni, bà Đinh Thị Lan 18 triệu đồng. Quá trình thẩm vấn, bị cáo Hằng và các bị cáo Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân thừa nhận hành vi như cáo trạng. Riêng ông Đặng Anh Quân kêu oan, ông này trình bày bị cáo bị oan sai, vô tội. Theo cáo trạng, ông Đặng Anh Quân là người có trí hướng cùng quan điểm với bà Hằng. Biết ông Quân là người có trình độ chuyên môn cao nên bà Hằng mời ông Quân tham gia bình luận, tương tác với bà Hằng về các nội dung trong 11 buổi livestream của bà Hằng và có một buổi livestream của bà Hằng, ông Quân đã xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về hành vi phạm tội của mình có đúng như cáo trạng mô tả hay không, ông Đặng Anh Quân cho rằng những đoạn trích của các buổi livestream trong cáo trạng có sự xáo trộn thứ tự nội dung. Bên cạnh đó, cáo trạng chỉ dựa vào hành vi của bà Hằng để quy kết hành vi của ông Quân. Ông Quân trình bày động cơ mục đích tham gia các buổi livestream của bà Hằng là để phản biện những hiện tượng tiêu cực trong xã hội và phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật tới người nghe. Việc làm của bị cáo giúp gì cho chị Hằng hay không thì bị cáo không biết nhưng việc làm của bị cáo là phản biện xã hội. Đối đáp lại, theo Viện Kiểm sát, bị cáo Quân luôn cho rằng mình tham gia với bà Hằng là để phản biện xã hội nhưng bị cáo lại quên mất người gần bị cáo nhất là bị cáo Hằng. Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã thực hiện các buổi livestream xúc phạm 10 cá nhân trong đó có các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vi Anh, nghệ sĩ Hoài Linh. Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng cáo trạng chưa thể hiện mấu chốt vì đâu dẫn đến bị cáo vi phạm pháp luật. Bị cáo Hằng cũng thừa nhận đã mời bị cáo Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi live stream vì bị cáo thấy bị cáo Quân có mâu thuẫn với bà Đặng Thị Hằng Ni. Trả lời câu hỏi của chủ tòa về việc chồng bị cáo là ông Huỳnh Y Dũng có biết việc làm của bị cáo hay không. Bị cáo Hằng cho biết, ông Dũng không biết vì không ở chung nhà, lâu lâu mới về thăm con và ông Dũng có can ngăn nhưng bị cáo không nghe. Vị chủ tọa đặt câu hỏi trong các buổi live stream xúc phạm các cá nhân có gì kiểm chứng không thì bà Hằng trả lời có việc kiểm chứng có cái không. Bị cáo căn cứ vào những thông tin báo chí đã đăng để phát ngôn, bà Hằng khai. Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Hằng khai lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã live stream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì. Tới khi bị bắt, bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng. Khai về việc chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện việc chuẩn bị các buổi live stream, bà Nguyễn Phương Hằng Khai chỉ nói với các nhân viên hôm nay chị live stream. Nghe nói vậy, các nhân viên làm việc bình thường như những buổi chia sẻ về hôn nhân gia đình. Ba nhân viên của bà Hằng là các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, các bị cáo cho rằng bản thân không biết việc làm đó là vi phạm pháp luật, chỉ tới khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được hành vi sai trái. Bị cáo Đặng Anh Quân không đồng ý với một số nội dung của cáo trạng truy tố, nhưng bị cáo thừa nhận có tham gia 11 buổi live stream. Bị cáo này cho rằng chưa nhận và chưa đọc được kết luận giám định trong các đoạn trích của cáo trạng đã bị xáo trộn. Ngoài ra, cáo trạng chỉ đánh giá hành vi của bị cáo chứ không đề cập tới nội dung của các buổi live stream. Ông Quân cho rằng bản thân nhận lời tham gia các buổi livestream là nhằm mục đích phân tích quy định pháp luật về các sự việc xảy ra và muốn phổ biến pháp luật cho mọi người. Bà Đặng thì hằng ni cho rằng cáo trạng không đầy đủ do nhiều người liên quan mà không bị xử lý, trong đó có ông huỳnh uy dũng. Ông dũng đã có những buổi livestream chửi một số người, trong đó có bà. Bà hằng Đi khai. Trong nhiều buổi livestream, ông Dũng khẳng định sẽ theo tới cùng ủng hộ các giấc mơ của bà Hằng và ông Dũng còn nói sẽ bán nhà để cùng với bà Hằng làm việc đó. Về phía vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên vắng mặt, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công Vinh Thủy Tiên tại tòa yêu cầu bà Hằng bồi thường về mặt vật chất là 2 tỷ đồng, tổn thất tinh thần là 14,9 triệu đồng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không có ý kiến gì về cáo trạng. Về hành vi của bà Hằng gây ra cho ông Hưng Tôi sẵn sàng bỏ hết thiệt hại về vật chất, chỉ mong lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng mà thôi. Ông Hưng nói tại tòa và rút lại yêu cầu bà Hằng bồi thường về vật chất, tinh thần. Trả lời hội đồng xét xử, ca sĩ Viu Anh nói không có ý kiến gì về cáo trạng. Nữ ca sĩ nói chưa bao giờ đòi bồi thường vật chất. Bà Anh chỉ nói sẽ bổ sung bồi thường, nhưng nay tại tòa, bà Anh không yêu cầu bà Hằng bồi thường. Bà Việt Hà trả lời hội đồng xét xử là không có yêu cầu bồi thường bà Hằng vì là tình bạn với bà Hằng. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử là có đồng ý xin lỗi những người bị hại hay không. Sau khi xin 5 phút khất câu hỏi, bà Hằng nói đã bị tạm giam mười mấy tháng rồi, đã đủ để trả giá. Sáng 21 tháng 9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam và đồng phạm hầu tòa sơ thẩm. Từ sáng sớm 21 tháng 9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc trùng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến tòa mà không bị dẫn độ. An ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Đúng 8 giờ, chủ tọa thông báo bắt đầu phiên xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Là người được gọi lên kiểm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết có hai quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng. Sau Nguyễn Phương Hằng, lần lượt các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân trình bày vì lý lịch. Ông Võ Hoài Linh, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên công vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư Nguyễn Thành Công, người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Trước đó vào ngày 12 tháng 9 đã gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng xét xử và Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xem xét lại tư cách của ông Hiền là bị hại của vụ án thay vì người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên ngày 14 tháng 9, tòa đã có bản thông báo kết quả giải quyết xác định tư cách tố tụng của ông Hiền là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là đúng pháp luật. Ngày 15 tháng 9, ông Hiền tiếp tục khiếu nại đến tòa cấp cao về cùng nội dung trên. Từ đó, luật sư đề nghị hoãn phiên xử để xác định chính xác tư cách tham gia tố tụng của các đương sự. Gần 9 giờ, hội đồng xét xử kết thúc phần kiểm tra lý lịch trước phiên xử, chuyển sang phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát. Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và ông Nguyễn Đình Kim. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.